Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay lại với kênh Máy Xúc Cân Cầu của Seven. Và hôm nay bên mình mới về một em Dosan HD. Em này được sản xuất 2006. Giá bán của mình sẽ nói ở đây cho anh em biết luôn, đó là giá 220 triệu. Có một tí chút ít thương lượng cho anh chị em nào nhiệt tình đến xem máy hoặc qua mua qua hình ảnh. Thì đa số dịch giã như này thì bên mình vừa rồi rất là bán qua hình ảnh rất là nhiều. Một số anh em ở gần thì họ đến coi máy được, còn anh em ở xa thì bên mình sẽ quay làm sao chi tiết nhất, cận cảnh nhất để cho anh chị em xem qua Zalo và chốt đơn. Em này thì thủy lực thì cực kỳ là mạnh mẽ mọi người nhé, mâm không nhịp, quay toa ổn định, máy không đổ hơi, thủy lực vip. Giá thì 202 triệu, à quên mất xin lỗi mọi người, 220 triệu. Còn thương lượng một chút xíu nữa cho quý khách hàng thân thương. Giá cả thì rất là hợp tình hợp lý với anh chị em nào đang có nhu cầu mua dòng này. Mọi người muốn mua dòng Dosan 206 này thì liên hệ trực tiếp mình số điện thoại ở góc trái màn hình video hoặc số Zalo cũng là số đó luôn. Anh em và quý khách hàng thân thương cứ nhắn tin qua Zalo để mình có trả lời cũng như là gửi hình ảnh chi tiết để cho mọi người cùng coi cùng xem. Giá thì nó rất là vừa miếng vừa túi tiền với anh chị em. Mọi người nhớ nhắn tin qua Zalo nhé, chứ còn anh em và chị em và bà con cô bác nhắn qua kênh YouTube thì mình không để ý được, cho nên là không trả lời kịp, nên là mong mọi người thông cảm, chứ không phải là mình không trả lời đâu. Tại vì bên mình rất là bận, bên mình nhận cả săn lấp mặt bằng, cho nên là chỉ có đăng video lên xong là để số điện thoại. Anh chị em quan tâm thì cứ gọi qua số điện thoại hoặc là nhắn qua Zalo, mình sẽ gửi hình ảnh chi tiết nhất. Và ngoài ra bên bãi của mình thì có những cái dòng như là Volvo, Dosan, Hyundai, Kato tại bãi máy thành phố Buôn Thuật. Riêng dòng Dosan này thì anh chị em mà cứ mua về là đổ dầu và chạy thôi, chứ không phải đắn đo bất cứ một điều gì ở trên con Dosan này cả. Giá cả thì hợp lý không phải chăng? Túi tiền của anh chị em và con cô bác đang có nhu cầu. Ngoài ra bên mình còn có những cái dòng nhỏ máy 17, 20, 30, 35, 40 của các loại luôn. Anh chị em có nhu cầu thì cứ nhắn tin qua Zalo của mình nhé, số Zalo là 0777744445, số rất là dễ nhớ. Và bây giờ thì cho mình xin phép dừng video ở đây. Rất là cảm ơn mọi người đã luôn luôn ủng hộ kênh Máy Xúc Cân Cầu ở CBN, cũng như tin tưởng những sản phẩm mà của kênh đã giới thiệu đến mọi người, cũng như là bãi máy bên mình. Và rất là hân hạnh được phục vụ quý khách hàng thân thương ở trên kênh. Chữ tín thì luôn luôn là phải là hàng đầu, đúng không ạ? Cho nên là bên mình nó sẽ là luôn luôn đặt lên hàng đầu. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo của kênh. Mọi người nhớ đăng ký kênh để xem nhiều video hơn từ kênh Máy Xúc Cân Cầu và CBN nhé. Xin chào anh em.